Nếu bạn sử dụng cái này không cẩn thận, ấy, nó giống như con dao hai lưỡi, con dao mấy lưỡi, hai, hai. nó có thể cắt cổ, cắt cổ bạn. Vì vậy, để mà sử dụng được cái đòn bẩy tài chính, bạn phải có điều kiện. Are the people money, sử dụng tiền của thằng khác. Tại làm sao mà rất nhiều người là người ta phát triển nhanh đến như vậy? là bởi vì là một trong những cái điều là không phải chỉ là OPT mà người ta còn biết sử dụng OPM nữa tiền người khác thì thôi cái này nó ở trong một cái khóa gọi là finance mastery cơ đó tức là quản trị uh, làm chủ nghệ thuật quản trị tài chính cơ nhưng mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một chút về hai cái này được không các chị ok tôi lấy ví dụ như này là anh trai thôi là người mà có khả năng làm dự án rất tốt và ví dụ một năm đó, Nếu giả sử ông có 50 tỷ Thì ông ấy phát triển dự án Ông ấy đạt được cái tỷ lệ lãi Phần trăm lãi là 30% một năm đi Được chưa Thì như vậy là nếu giả sử ông đầu tư 50 tỷ Thì ông sẽ có lãi là bao nhiêu các bạn? Đó, năm 30 năm, 15 tỷ nhưng mà ông chỉ có là ngày xưa ông ấy là không bao giờ sử dụng tiền vay cả. Bởi vì ông cứ nghĩ rằng là bu tôi dạy là ở đời này con ạ, sợ nhất là tội, sợ nhì là gì? Nợ, nhất tội nhì nợ. Thế ra là ông cứ đến Tết là 30 Tết là ông cứ có uh, ai nợ ai là ông cứ gọi để hết đến là ông trả hết, còn phần dư bao nhiêu đấy là lãi. Có ai giống giống như thế không ạ? ok nếu mà các bạn nào giống giống như vậy thì chắc là kinh doanh nhỏ lẻ thường thường chúng ta làm cái gì chúng ta muốn chắc chắc đó. thế nhưng mà về sau á, thì anh quế là giám đốc ngân hàng anh quế học ở tây về anh bỏ năm ơi mày tại sao mày không sử dụng đòn bẩy tài chính mày phải sử dụng tiền vay chứ mẹ bây giờ là mày có khả năng nhân tiền như vậy thì phải sử dụng tiền vay để mà làm nhân nhanh hơn chứ đi nhanh hơn chứ chứ không thì như thế thì nó đi chậm thế thì tôi cũng chia sẻ thêm về đòn bẩy tài chính thì sau đó thì bây giờ nếu giả sử mà ông này ông ấy kiếm thì ông rất là nhiều dự án đúng không? Thì ông bây giờ không sử dụng 50 tỷ nữa mà ông sử dụng thêm 50 tỷ vay nữa chẳng hạn. Bởi ngân hàng cho vay 50% chẳng hạn đấy. 50 50. À như vậy không phải chỉ là có 50 tỷ bây giờ ông có bao nhiêu? Tổng ông có 100 tỷ. Thế và giả sử rằng là vẫn với công thức 30% thì ông sẽ có bao nhiêu? 15 tỷ, đúng. Không? ở cái phần vay này nữa là giả sử ông đặt 15 tỷ này Tuy nhiên là một năm ông phải trả 10% lãi suất đi Thì ông phải trừ đi cái phần lãi suất ngân hàng là bao nhiêu? 5 tỷ đi đúng không? Thì như vậy ông vẫn còn cái chỗ này là 10 tỷ nữa đúng không? Và cộng với cái số mà này nữa là Vậy ông có là bao nhiêu? 25 tỷ Như vậy là cái số tiền ông bỏ ra thực tế là bao nhiêu? Chỉ là 50 tỷ thôi Nhưng bây giờ ông không phải chỉ là gì? là được 15 tỷ mà ông được bao nhiêu? 25 tỷ. Có nhanh hơn đúng không bạn? Hai phải người ảnh nhanh hơn đấy. <laughs> đúng không? Ừ. Có phải là nhân tiền nhanh hơn không ạ? Và đấy tôi gọi là gì? Đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên ấy, bạn nên nhớ này, nếu bạn sử dụng cái này không cẩn thận ấy, nó giống như con dao hai lưỡi. Con dao mấy lưỡi? Nó có thể cắt cổ bạn. Cắt cổ bạn vì vậy để mà sử dụng được cái đòn bẩy tài chính bạn phải có điều kiện và nếu mà bạn muốn điều kiện là đấy là gì thì finance mastery yeah. cái khóa học đấy sẽ là một khóa học tuyệt vời để dành cho bạn để bạn có thể là biết cái cách thức sử dụng đòn bẩy tài chính anh anh trần huấn trần quang huấn anh trần quang huấn là một thành viên platinum khác của tôi anh ở trong ở trong Đồng Nai, anh Trần Quang Hấn hôm vừa rồi có chia sẻ là kể từ khi em học được cái tam giác đòn bẩy này của thầy và anh ấy học tất cả các khóa học chuyên sâu của tôi, trong đó có học tài chính và anh biết được là a à, em cũng sử dụng được. Thế và anh ấy về anh đã sử dụng đòn bẩy tài chính và chỉ trong phạm vi là từ tháng 10 một năm ngoái sau là 8 tháng từ lúc biết thầy tôi nhận thì anh ấy bảo là em bây giờ tổng tài sản của em là bằng cả 7 năm trước cộng lại 7 năm trước cộng lại yeah. đây anh quang huấn đây anh quang huấn à, anh quang huấn hôm trước tôi phải vào trong chính nam và bây giờ anh ấy đang xây dựng cái tập đoàn chính nam trước đây anh chỉ có một công ty thôi nhưng bây giờ tôi đang hướng cho anh ấy xây dựng cái mô hình tập đoàn mô hình holding đó tập đoàn chính nam và anh huấn thì anh đã biết cách đầu tư và trước đây anh ấy rụt rè đó. Bởi vì anh không biết cho nên anh rụt rè. Nhưng khi anh biết rồi thì anh bắt đầu là rất tự tin. Và khẳng định là khi bạn đã là biết đi trên dây rồi á. Thì lúc đấy bạn có thể đi trên dây một cách là gì? Dễ dàng nhưng người khác nhìn vào là gì? Là hoảng là ai đã biết đến quốc cơ và quốc nghiệp nhỉ? Quốc cơ quốc nghiệp có giỏi không các bạn? Nó là cực kỳ giỏi. Hai ông đội đầu vào nhau để đi lên cái bậc thang mà kỷ lục thế giới và ông nhiều lần kỷ lục thế giới về cái việc đó rồi có nguy hiểm không các bạn nó là quá nguy hiểm thế nhưng đối với các anh ấy thì đâu có nguy hiểm đâu bởi vì các anh đã gì luyện đi luyện lại rồi các anh biết thế nào là 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 an toàn cho các anh thế rồi thế thôi tất nhiên cũng nguy hiểm nhưng các anh master rồi là bậc thầy rồi thế khi mà các bạn biết được các cái kỹ thuật kỹ năng và trong tài chính kinh tế kinh doanh nó cũng vậy thôi các bạn ạ tất cả các lĩnh vực nó là vấn đề là bạn có biết hay không nếu khi bạn biết rồi thì bạn mới có thể là gì làm chủ được cái điều đó và người giàu có là người biết kiếm tiền nhưng phải biết giữ tiền nhớ còn nếu không ấy có khi là đốn củi 3 năm thiêu một hai phai người bên cạnh là đừng có đốn củi 3 năm thiêu một giờ yes rất nhiều trường hợp bạn không biết cho nên bạn đốn củi 3 năm bạn thiêu một giờ luôn vì tham mà tham thí thì, thì thân hai phải nguyên đừng tham mà thâm đúng không? Phải biết cái đã, phải biết cái đã và từ đấy rồi bạn sẽ nhân tiền nên Kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền. Đó, ba kỹ năng đó, kiếm tiền, giữ, kiếm, kiểm, nhân.